lần thứ bao nhiêu mà cháu đi cúng tổ rồi? Ngày hôm qua em có đi một lần, nhưng mà hôm qua thì mấy chú ở đây nói là 3 giờ mới có mặt, cho nên là em đi công việc xong rồi thấy trễ quá, cho nên là ngày hôm nay em quyết định em quay lại lần nữa để mà được cúng tổ. Mình có thể đứng rồi cho nó mát mát một chút. Cảm ơn cái ngày này. Okay. Đối với chắc thì cái ngày cúng tổ, cái ngày dỗ tổ thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với riêng bạn? Thật sự là em cũng là một người nghệ sĩ trẻ các chị, cho nên là cũng có nhiều anh chị nói lại hoặc là bên mẹ của em cũng bảo là rất là quan trọng, cho nên là dù bận cách nào đi chăng nữa thì em cũng ráng sắp xếp công việc có thể để đi cúng tổ, để tại vì đối với em là hiểu được là ý nghĩa của cúng tổ như thế nào, cho nên là em cố gắng hết sức có thể. Ok, vậy là năm nay mình sẽ cầu mong cái gì? Nếu mà được thì xin tổ cho em có được nhiều sức khỏe để mà cố gắng cống hiến nhiều hơn cho khán giả những bài nhạc cũng như là nỗ lực của mình. Nói chung là vậy, chỉ đơn giản. Xin chào tất cả mọi người ạ. Thực sự là đối với riêng bản thân em thì trong suốt một cái năm những năm vừa qua thì mình hoạt động nghệ thuật thì cái ngày dỗ tổ là cái ngày rất là ý nghĩa, để giống như là mình trả ơn lại bởi tất cả những cái gì là tổ đã phù hộ cho mình để mình có thể thành công trong cái con đường nghệ thuật. Vậy thì năm nay mình cầu mong cái gì? Cầu mong được rằng mọi thứ, tất cả các anh chị em nghệ sĩ có thật nhiều sức khỏe, mọi người đều thành công và phát triển thật tốt trên con đường nghệ thuật. Em đồ cúng của mình đâu? Dạ, em đã đi từ hôm qua rồi. Vậy bây giờ mình đi vô. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ theo chân chắc với lại KICM đi vào nhà thờ nhé. Ngày hôm nay thì mình đã thấy là ở trong nhà thờ đã có sự xuất hiện của một vài nghệ sĩ rồi, ví dụ như là Dương Khắc Linh nè, ca sĩ Thanh Hà cũng đã đến đây rồi. Ngày hôm nay ở đây sẽ quy tụ rất là nhiều nghệ sĩ các bạn. Các bạn ơi, các bạn fan của Chắc với KICM đâu rồi?